Alo cả nhà, chào cả nhà. Hôm nay mình ra đồng á, có đi thăm ruộng và thấy ruộng có nhiều cá rô bên tích quá nha. Cá rô bên tích rất là nhiều nên nhờ một người bạn với cá rô bên tích để về nhà. Mà cả nhà về cùng xem mình với cá rô nha. Đây là cá rô bên tích nè, ở quê mình cá này rất là nhiều.